Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Minh Homie Squad. Con gì không? Chân mệt quá. Táo nay tụi mình chỉ có một show là đi múa ở Bồng Sơn. Bữa nay tụi mình đi với đội hình là những thành viên toàn già cả yếu đuối không à. Già cả chứ không có như quân lỗ hay kinh hay gì nữa nha. Thì nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao không có quân lỗ nữa. Thì quân lỗ có thể là trong thời gian sắp tới sẽ bị rời đòn nha anh em. Đó là nói thiệt. Có khi mấy show tiếp theo là ít thấy quân lỗ, có khi là không thấy luôn. Nên tụi mình sẽ đi múa hai con tại Bồng Sơn. Nên tụi mình múa canh táo nên quay nó hơi táo một xíu. Bữa nay đi đội hình tầm 10 người nha anh em. Múa hai con không? 10 người giờ là thời gian tụi mình chờ xe tới xem tụi mình bắt đầu di chuyển lên Bồng Sơn. Rồi mình sẽ quay tiếp theo. Thì vlog thì nó chỉ có bao nhiêu công chuyện hay thôi. Ừ, quay lại. Team đây là đội hình đây là đang tập để đi thi giải gì đó. Cũng chưa biết là có thi không. Thì tụi mình tán ai rồi nha. Giờ mỗi người mỗi công đoạn bắt đầu xếp lăn được lên đây. Rồi bắt đầu tụi mình đánh trống hột méo cho ồn ào chút xíu. Rồi gửi nha, tao đánh trống nha. Nha. Tao đánh trống. Cầm lên. Để quá hello các bạn. Đánh nó hơi bị lạc nhịp xíu, chờ xíu nữa rồi tôi đánh tiếp, chờ đủ đánh xả rồi mình quýnh tiếp nha. Thank you.
anh em thì giờ anh em mình muốn xem gì nha. Bữa nay muốn nó hơi bị fail chút xíu. Cũng hơi nhiều xíu đây nè, thằng Tài nè. Thằng Tài đây dẫn lăn đi qua bàn thờ ông địa, dẫn đi cho mẹ nào. Xem tới giờ bán câu giấy thì đứng bàn ngầu nói chuyện với khách nữa chứ. Đứng nói chuyện với khách nữa chứ. Giờ khách nó nói chuyện gì? Nó hỏi xin info. Facebook. Rồi mấy nó hỏi là ông địa đứng nhảy mà. Nó hỏi là anh có con lăn nè, cho em con lăn. Quá đẹp. Đó, đó. Đó là lên kênh YouTube. Anh có cho em con lăn vàng cho thêm cái trống đúng không? Bây giờ anh em mình sẽ dọn đồ vô kho nha. Để tôi để mấy này tôi quay nhanh cái đoạn dọn đồ vô kho đi. Anh em mình xếp cái kho thì nó chưa có gọn gàng lắm. Có đứa thì gì có đứa ở nhận lương nha anh em. Thì ok, video của tụi mình tới đây là kết thúc. Ai là ai bye bye sách. Sách bái luôn. Love is love. Love is love. Adios.